đây là một mẫu mới. Dinobot, lại đây. Không phải anh đang hỗ trợ tôi sao? Dĩ nhiên. Thứ lỗi cho tôi khi không nhiệt tình với một cây cỏ dại không có giá trị nha. Anh phải biết là chúng ta sẽ là mục tiêu nếu như ở ngoài này. Mục tiêu đó. Vậy mà anh vẫn còn thời gian để thưởng thức hoa hoặc là bất cứ gì. Dinobot, tôi coi nhiệm vụ này như là một cuộc thám hiểm. Nếu chỉ vì Dinocon mà ngừng học hỏi thì chẳng làm nên cái gì hết. Nếu chúng ta đụng phải tên thuộc hạ nào của Megatron thì anh sẽ biết rằng thật ngu ngốc khi chơi với mấy cái cây đó. Chúng ta phải lập chiến lược cho các trận chiến. Hiểu biết về địa hình cũng giúp chúng ta chiến thắng, Dinobot. Anh là lính thì phải biết điều này chứ. Không biết sao tôi cứ nghĩ dùng này sẽ là bước ngoặt quan trọng. Nhưng rất tốt. Nếu đúng như thế thì phiền anh tránh qua một bên. Tôi sẽ nhổ nó. Dinobot, biến hình. Khoan đã, từ từ. Anh thấy đó, phải tìm ra các giải pháp không bạo lực trước đã. Có lẽ vậy. Nhưng tôi nghĩ anh đã quên đi ý nghĩa của cuộc chiến Optimus. Anh biết đó, trong trận chiến chống lại Megatron thì nó không là gì cả. Anh có thể học từ cây vô dụng này để chiến thắng à. Lấy nó ra khỏi người tôi. Tôi không thể lấy nó xuống. Quăng nó đi giùm. Bình tĩnh, đứng yên nào. Đó là chỗ anh không thể giới tới phải không? Anh thấy không? Đó là cách chúng gieo hạt đó. Chúng ta có thể học vài thứ. Đúng vậy. Thế bây giờ tôi sẽ bắn đĩa phần xà lách ăn tối của mình trước khi ăn nó. Chúng ta cần phải tìm mẫu khác. Còn lời nhện thì sao? Optimus, biến hình. Dinobot, biến hình. Dinobot, ta có một con đặc biệt dành cho ngươi đây, Optimus. Từ từ thưởng thức nha. Optimus. Không phải anh luôn đi cùng anh ấy à? Chúng tôi bị mai phục. Và đừng có hỏi về nhiệm vụ của tôi. Quả bóng đầy lông mà. Hoặc là anh sẽ bị nhét vào thùng rác đó. Anh có muốn thử ngay bây giờ không? Mõm thằng lằn. Nè. Tưởng tôi muốn xem hai anh tự xử nhau à? Để dành cho ngày sinh nhật của tôi đi. Bây giờ chúng ta có một mối lo lớn. Rhinox, vụ gì vậy? Giống như có một bầy virus đang cố hợp nhất nhân của anh ấy. Anh ấy không thể chuyển đổi khi còn thứ ấy ở trong người. Vậy thì lấy nó ra đi. Anh ấy đã bị Energon làm tổn thương khá nặng mới đem về đây được. Điều đó không thể thực hiện. Chúng ta đã kiểm soát hầu hết các chức năng sống của anh ấy. Nếu chúng ta lấy ra thì anh ấy sẽ chết sau vài phút. Điều đó thật là tệ. Tồi tệ hơn là chúng sẽ nổ tung trong cơ thể anh ấy và thổi bay tất cả mọi người trong phạm vi 100 mét.
Tôi không thích nói. Tại sao lại? Vì cái gì? Anh nói một ổ virus à? Tôi biết cái thứ của Jacob Bono tạo ra cái gì. Cái đó được tạo ra để biến người lãnh đạo của chúng ta thành kẻ hèn nhát và sẽ đưa chúng ta đến chỗ bị tiêu diệt. Chỉ Scott Binock là giữ chương trình giải. Vậy là có phải chúng ta hả? Được rồi, em muốn gì nè? Không ai làm gì hết, hiểu chưa? Anh nghe tôi không? Tôi sẽ bắn bay đầu anh đó. Không, sếp lớn. Bình tĩnh đi. Tránh xa tôi ra. Nghe anh ta đi. Tôi không sợ anh đâu. Tôi không sợ ai trong các anh hết. Tôi nghĩ điều này sẽ làm cho anh ấy điên loạn mất. Tôi không nghĩ gì nữa. Điều đó là chính xác rồi. Nhưng Scott Binock nổi tiếng là không làm gì ra hồn cả. Tôi muốn nói thay vì chúng ta có một kẻ phá hoại. Thật thú vị. Optimus có thể đánh bại nó. Thôi nào sếp lớn, chiến đấu chống lại nó đi. Anh có thể làm điều đó mà, dễ thôi mà. Nó thì quá sức, tôi không thể chống lại nó. Lấy vũ khí của tôi và khóa tôi lại ngay. Scott Ponok. Ta đang chờ người báo cáo đó. Tôi đã bắn nó vào người hắn rồi, Megatron. Dạ, tuyệt. Tuyệt vời. Và thuốc giải đâu? Chỉ có một. Như anh nói, sau lưng anh kìa. Bây giờ Optimus chắc chắn là mất hết lý trí rồi và trở thành một tên sọc vàng hèn nhé. Và hắn sẽ không muốn như vậy. Không. Vì vậy khi hắn lãnh đạo chúng như một tên ngu để giành lấy bình thuốc nổ này thì đó sẽ là cuộc chiến cuối cùng của chúng trong trận mãnh thú chiến. Anh muốn gì hả? Gito, tôi xin lỗi. Nó thật khó điều khiển. Đó có phải là phần còn lại của Optimus không? Còn một chút. Ráng lên sếp lớn. Đừng để thứ đó làm anh mất kiểm soát. Tôi không chắc có thể đánh bại nó. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể thích ứng với nó. Có thể sẽ kìm nén nó xuống. Thậm chí sử dụng nó có lợi cho chúng ta. Thật không? Tôi biết mà. Anh đang cố vượt qua cái bệnh cúm này mà. Hãy làm điều đó đi. Ý của anh là gì? Sử dụng nó như là đột phá của chúng ta. Bây giờ Optimus là cỗ máy chiến đấu. Nghe sáng kiến của tôi nè. Chúng ta sẽ đưa anh ấy vũ khí và sau đó thả anh ta vào chỗ bọn Redacon. Nếu như chúng ta muốn có thuốc giải thì đây là cách duy nhất. Nè. Bình thường tôi rất thích ném mấy cái máy nhỏ bị hư vào bọn Redacon lắm. Nhưng anh quên mất một điều rất nhỏ. Vậy nó sẽ là gì? Optimus sẽ bị thổi bay thành một đống sắt vụn. Vấn đề lớn đó. Nó phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người thôi. Nè, thôi đi. Thực tế thì nó cũng không phải là ý kiến tồi. Cheetor, cậu đã làm gì vậy? Nó sẽ ổn thôi. Optimus đã đè bẹp nó bằng ngón út rồi. Nói với họ đi, sếp lớn. Tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó. Bằng việc chiến đấu theo bản năng, chúng ta có thể quét sạch căn cứ của bọn chúng. Và với sự giúp đỡ của mọi người để đoạt lấy thuốc giải. Phần cơ bản của một chương trình.
Chúng ta sẽ tạo một lối đi mới tới phòng thí nghiệm của Scott Bonnock để lấy thuốc và để cho sếp lớn trở lại bình thường. Các anh nghĩ anh ta đối đầu với ai chứ? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nè, các anh nghĩ hôm nay tôi là ai hả? Tôi nghĩ đây là thời gian để nói cảm ơn đó. Nào. Cái hệ thống nguồn gốc kia. Cầm miệng lại. Chúng ta phải ngăn anh ấy lại trước khi anh ấy tự làm tổn thương mình. Anh ấy, tử nào. Giữ tay anh ấy. Coi chừng súng laser kìa. Các anh không hiểu. Dinobot đã nói chúng ta phải tấn công Redacon. Cách duy nhất để chúng ta hiểu, giải quyết gọn, lẹ và chính xác mới là tốt nhất. Nhưng cẩn thận quá mà mất đi sự can đảm thì các anh sẽ bị đúng chính. Tôi không cần các anh nữa, tôi sẽ tự giải quyết. Optimus. Chết lớn không? Đó không phải là cách chi to. Chúng ta phải mang anh ấy về. Đó là đi chết. Không có kế hoạch thì chẳng có khác gì thằng mù chiến đấu. Có thể đó là những gì chúng ta cần. Một bộ não và sự quyết tâm. Chúng ta phải cố gắng suy nghĩ. Optimus sẽ... Optimus trước đây sẽ làm gì? Và như thế nào? Đàm phán. Phát hiện một tên Maximon đang đến. Có một ít bất ổn về Energon trường, nhưng để hắn đến. Căn cứ Redacon nghe không? À, mèo con. Có việc gì nào? Nghe cho rõ nè, đầu sắt. Ngươi đã làm hỏng khi điều chỉnh thái độ của Optimus. Anh ấy đang hướng về phía các ngươi với đôi mắt đỏ và thái độ hung hăng. Vậy các ngươi có thể lấy con virus ra khỏi người anh ấy trước đó được không? Bất cứ tên Maximon nào phạm sai lầm mà đi vào căn cứ của chúng ta thì tên đó sẽ không ra được nữa. Megatron hết. Đồ con đẹp vô dụng. Chuyển đổi dạng thú. Sao rồi? Không được rồi. Có phải chúng ta vô tình báo cho chúng biết là bây giờ chúng đang chuẩn bị để mà chào đón không? Ý kiến của các anh sáng giá nhở? Điều đó chứng tỏ rằng chỉ có Optimus mới nghĩ được như Optimus. Đối với chúng ta thì bây giờ phải suy nghĩ cách riêng của mình. Báo cáo, hư hại 3 phần, vỏ ngoài bị thủng. Tarantulas, tiêu diệt kẻ xâm nhập. Hắn vào rồi.
và những tên khác cũng đang đến. Đi cùng Terosa và bảo vệ xung quanh. Quách Pinator cản Optimus lại ngay. Quách Pinator sẽ bắt hắn. Có phải là phần còn lại của Optimus không? Đừng để nó đi, sếp lớn. Đừng để nó kiểm soát anh. Chito. 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 Nào. Chuyển đổi dạng thú. Nhìn kìa, có lẽ là con kỹ hiếu chiến hợp với người đó. Tên Optimus cũ kia không bao giờ tiến xa đến như vậy đâu. Ngươi muốn gì? Lòng trung thành của ngươi đổi lấy chút giải. Và nếu tôi từ chối, ngươi không thể. Không. Không, nếu như ngươi muốn sống, quy hẹn ta hoặc chết. Vậy à? Vậy tại sao không kết thúc ở đây và ngay bây giờ, Megatron? Mẹ kiếp, ngươi tính chết chùm mà. Chỉ là một mẹo nhỏ mà ta học được từ một món quà, Megatron. Cốt của nó. Cố lên sếp lớn, tôi có chút giải rồi. Yeah, được rồi. Chạy đi, trước khi nó nổ. Lấy nó ra khỏi người ta ngay. Đến lúc rút rồi các đồng chí. Còn Nguyễn Minh vừa ngủ à? Dinobot. Không giống anh tí nào. Nó là sự thay đổi của tôi. Rất tốt khi anh quay về. Về nhà hay trở lại bình thường? Cả hai.